Hello mọi người, video chia sẻ ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái airdrop để ăn chia 2.000 đô cái token TA, một cái dự án đang rất hot ở trên cộng đồng crypto trong mấy ngày vừa qua. Và cái này thì sắp tới thì nó sẽ được list ở trên sàn BEX nhé. Thì để tham gia vào cái dự án này, mọi người cần bấm vào cái đường link mình để dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ trên mạng xã hội. Thì nhiệm vụ của nó rất là đơn giản thôi, mọi người sau khi bấm vào đường link, đăng nhập vào biểu mẫu Glimio và tiếp đó thì hoàn thành các nhiệm vụ như theo dõi Twitter này. Rồi. Đó, sau đó thì mọi người quay trở lại và hoàn thành các nhiệm vụ của nó thôi. Rồi mọi người bấm tiếp tục. Tiếp theo tiếp tục theo dõi này. Rồi quay trở về. Bấm tiếp tục. Join vào kênh Telegram của MXC. Rồi ở đây thì mình đã join rồi. Rồi quay trở lại, bấm chọn tiếp tục. Tiếp theo thì mọi người bấm chọn vào UID để nhập cái UID của sàn MEXC nhé. Thì hiện nay ở trên sàn MEXC nó cũng đang có một cái sự kiện dành cho người mới là nhận được là 14 cái token mới, 10 token mới tương đương đâu đó khoảng 14 đô la. Đấy, anh em mà chưa có tài khoản MEXC có thể đăng ký theo cái đường link mình để dưới phần mô tả để tham gia các sự kiện của cái sàn MEXC nhé. Rồi mọi người sẽ vào sàn BXC để lấy cái UID, sau đó thì sẽ nhập vào đây. Rồi mọi người sẽ dán cái UID này, chọn tiếp tục. Sau đó sẽ tweet lại cái bài đăng của nó. Rồi chọn đăng lại này, sau đó click chọn like và quay trở về. Rồi bấm chọn vào tiếp tục. Cuối cùng ở đây nó sẽ có một cái đường link để chia sẻ nhé. Mọi người sẽ chia sẻ cái dự án này đến tất cả bạn bè, anh em, người thân để cùng tham gia vào cái dự án này. Thì ở cái dự án này thì nó sẽ chọn ra là 50 người. Ở đây. Airdrop là 2.000 này cho mọi người này, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. 20 người chiến thắng đầu tiên sẽ chia nhau 1.000 đô, mỗi người là 50 này. Và 1.000 đô sẽ dành cho 50 người dùng may mắn. Thì đây là random nhé, chứ không phải ai làm cũng được. Để gọi là kèo nhân phẩm đó. Thì 50 người dùng sẽ nhận được là 20 USDT. Thì cái nhiệm vụ này nó cũng rất đơn giản thôi, mà lại hoàn toàn miễn phí, anh em cứ tham gia nhé. Biết đâu gặp may mắn chúng ta lại nhận được ít tiền, có tiền cà phê, thuốc nước. Rồi, ok mọi người. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào cái airdrop để nhận cái token TA. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.